Chị cho em hỏi thăm cái hổm rày, cái đắp bú á, rồi sao chị? Có bớt cái gì không? Đắp cho nó cháo nó bớt rồi đó anh. Là bữa nay mình đắp được mấy ngày chị? Dạ, đắp được một tuần lễ rồi. Vậy là hết hết phần thuốc rồi hả? Dạ, anh phần thuốc rồi, nó hết rồi anh ơi. Vậy là cái từ cái bữa mà giờ cái bú nó sệt nhiều không chị? Nhiều sẹp cũng nhiều dữ lắm. Trời Như ơi. hổm nó bự bự cỡ cái thôi vừa vừa mình ăn cơm vậy đó, mà bữa nay còn gom lại còn nhỏ xíu à. Gì nói gì cho mừng với trời. Dạ. Trời ơi, đằng này người ta cũng mừng chết rồi nè, hai chồng mừng ngon gì nữa Dạ. nè. Thì Dạ. em chia sẻ mà cái bài thuốc nào nghe chị nói trời mừng mừng nó rơi nước mắt luôn thiệt. Trời ơi, thì đắp hết thì mừng chứ có gì đâu. Thì cũng nhờ anh mới có thuốc đắp cho cháu nó đó. Dạ. Bữa nay nó còn bằng cái ly không hay là cái chén? Chắc nhỏ hơn cái chén rồi, tại bữa hổm nó bự lắm mà bữa nay nó gọn, nó gom gọn lại lắm rồi anh. Dạ trời ơi, nghe gì mừng với trời thuốc. Vậy là thuốc này hiệu quả rồi. Còn chứ Dạ. bà con nghe chắc Bởi mừng. thằng vô kìa mà không hiểu quả gì anh tính. Dạ. Trời ơi nghe mừng dữ Dạ. lắm luôn chị. Dạ. Nhà Bữa chị nay anh ương cây ra nhiều chưa? ngày nay nó mới lên đâm chồi đâm gì à, chứ chưa có nhiều nữa, tại vì em chiết nhánh đó, nên cũng không có chưa ra nhiều. Dạ. Chị cái một Ừ, bú đắp cho một cháu. một bú của cháu đó, Đắp của cho cháu nè. con của chị đó, là nó từ lúc mà phát hiện bú tới giờ nó bao bao mấy năm rồi chị? Từ hồi nó 17 tháng tới giờ đó anh, giờ nó được 17 tuổi rồi đó. Cái gì 17 tháng là chị phát hiện cái bú luôn đó hả? 17 tháng là phát hiện rồi đó, rồi có đi mổ nhưng mà nó không có hết mổ rồi, nó cũng bị tái lại nữa à. Trời ơi cái gì đó mà mới 17 tháng rồi là chị nói em giật mình luôn á. 17 tháng là phát hiện nó cỡ đầu tay cái mình vậy đó, rồi đi mổ mổ xong rồi nó có lại khoảng 4 năm cái bắt đầu đi mổ một cái nữa, bắt đầu nó có lại cái nữa, rồi bây giờ mới đắp thuốc là bây giờ là nó mới teo đó. Vậy là từ lúc mà 4 năm đến bây giờ là không có mổ nữa. Nó không có mổ nữa, để vậy luôn đó, rồi nó mới bự ra cỡ cái tô còn gọi mình ăn cơm vậy đó, rồi mới đi qua anh hôm nay qua anh tỉnh thuốc về đắp đó, là bữa nay nó gom gọn lại rồi. Cái đó là nó nằm cái cổ hả, nằm trên cái vai, bữa đó như em nhớ chị nó nằm trên cái vai đúng không, cái lưng hả? Nằm trên cái bệ vai luôn á. Trời ơi cái gì đâu mà mới có mười mấy tháng mà bị trời. Mới có 17 tháng là bị rồi đó, Vậy là mổ mổ hai lần. mổ hai lần rồi bị tái lại hết trơn luôn chứ không có hết. Về cái đó người bác sĩ nói bú gì chị? Cái đó là nói là bú mạch máu á, Ôi. Bởi vì nó cái như của hiền chứ cũng không có ác tính, nó lành tính chứ không có ác tính. trời ơi gì Dạ. đâu mà bây giờ sao mà mới có mấy mười mấy tháng mà là đã bị bú là sao trời, không hiểu luôn. Mình sanh ra mình cũng đâu muốn nó bị đâu, tự nó bị. Dạ ý em nói sao bây giờ á, hồi xưa đâu có sao mà nó ngay cũng 17 năm rồi hả, Bởi mười vậy mười mấy năm cũng lâu lắm rồi. mười mấy năm rồi đó, 17 năm rồi đó, năm nay nó 17 tuổi rồi đó. Vậy Thì anh tính thì hồi đó 17 tháng tới giờ đó. sắp có chồng luôn rồi đó hả? Lần này là Rồi hết, sắp, đúng rồi, sắp gả chồng luôn á. lần này hết 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 bú cái có chồng được luôn Rồi. rồi. Dạ. Rồi tính đi thành phố một chuyến nữa đó, mà thấy anh quay lên đó rồi chạy qua bển thỉnh về đắp đó, đắp hôm nay thấy nó teo lại rồi thấy mừng, hai chồng mừng còn hơn gì nữa. Dạ thì em nói chị nè, thì cứ vài bữa nó cái chị đi thành phố chị siêu âm tái khám lại, thì ví dụ coi bác sĩ coi cái bú nó như thế nào, nếu mà ông nói nó tiêu luôn rồi là trời ơi là mừng lắm luôn á. Nhưng mình phải đi khám lại coi bác sĩ nói cái bú mình như thế nào. Trời ơi gì Thì cái tính tính rảnh rảnh nặng chở nó đi siêu âm bộ lại nè, coi 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 làm sao. cái đó là siêu âm hả chị? Đó là siêu âm á, siêu âm là mới thấy rõ. Chị ở đó mình mổ một ca mổ là cỡ mấy triệu chị? Như nói chung nó hồi đó nó có bảo hiểm cũng không có tốn tiền nhiều nữa.
Dạ. Hồi lúc nó 17 tháng là bên bảo hiểm là không có tốn tiền nhiều hết trơn á. Còn nhỏ, tại nó còn nhỏ là không có tốn tiền. Còn cỡ 4 năm sau nó bị lại là mổ nó tốn tiền. Ca mổ cũng cỡ 2-3 triệu gì. Là có bảo hiểm, nếu không có bảo hiểm chắc cũng 5-7 triệu ha. Vậy từ đó, từ cái năm thứ tư tới giờ thấy ghét rồi, không không thèm đi mổ nữa Không có đi luôn, bỏ luôn, không có đi luôn rồi, rồi bắt đầu nó mới bự ra, mọc ra rồi, cái nó lấn vô cái lưng sống mình á. dạ. Rồi, rồi hôm nay đó là thỉnh ba thuốc bên anh về đó đắp, bây giờ là nó teo lại rồi, còn nhỏ chứ không có bự nữa. Dạ, từ từ đó, từ từ nó sẽ rút lại rồi nó sẽ nhỏ luôn đó chị. À, giá trời giá Phật đắp cho nó hết luôn cho rồi, cho hai chồng tôi khỏe rồi. Dạ. Có đứa gái út mà lo hoài luôn. Dạ, nhà nhà chỉ mấy người con lận? Hai đứa gái không à anh ơi. Đứa lớn thì có, đứa lớn có gia đình này hả? Đứa lớn chưa gả, đứa lớn 19 tuổi rồi. À. À, hai đứa gái không à. Vậy thì cầu, cũng cầu trời cho cháu đắp cho nó hết đi. Dạ rồi, em chúc gia đình chị cho cháu mau hết bệnh ha. Cũng chúc lại anh có sức khỏe nhiều nhiều nhiều, đi thỉnh thuốc về cho bà con mình bị bệnh nha. Dạ, Dạ. em cũng cầu mong sao là chú Năm ông kiếm được thật nhiều thuốc đựng về cho thêm bà con, chứ giờ nhiều người quá mà thuốc thì không đủ đâu đâu hết trơn. Giờ nói chung bệnh bú nhiều dữ lắm anh Tấn ơi. Em không biết sao, chắc là mình uống cái nguồn nước hay là mình ăn uống gì sao giờ nhiều người quá trời. À, nói chung giờ cũng không biết, không biết làm sao nữa. Giờ ở bên đây bà ngoại mấy đứa này cũng bị nè, tính qua anh đó mà anh nói giờ hết thuốc rồi giờ đâu có qua được. Bác cũng bị cổ hay gì chị? Ngay gần cổ mà bị nổi hai mục. Ồ. Sao bữa bữa đó thì không không nói luôn cho luôn chứ bữa nay hết rồi. Anh nói hết thuốc rồi mà bả không có rủ bả đi đó. Dạ. Rồi chúc gia đình chị nhiều sức khỏe ha. Dạ, em cảm ơn luôn nha. Dạ.